chị em ơi, ra đây cùng ăn với mẹ nào. Qua đâu ta ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, đi ngồi đây với mẹ nha. Phương Phương Channel xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay ba mẹ con mình sẽ thưởng thức những món ăn rất là hấp dẫn luôn. Đó là tteokbokki nè, gà rán, chả cốm, khoai tây chiên, salad gà và cả mì ý bao băm nữa các bạn ạ. À. Nào, bây giờ ba mẹ con mình sẽ cùng nhau ăn thôi. Yeah. Ê, mà quên mất, chúng ta còn thiếu một cái vô cùng quan trọng, đó là... Là gì mẹ đố hai chị em biết nè. À, mẹ ơi, hiếu đồ chấm mẹ ơi. Hiếu ăn ớt mẹ ơi. Rồi, hai đứa ngồi đợi mẹ một chút. Nhớ là không được ăn vụng nghe chưa. À mẹ. Hiếu đi gì được ta? Hiếu tương ớt, hiếu tương trà. Thơm này đâu. Không thể thiếu được, đó chính là tương ớt để ăn cùng với lại những món ăn này nha. Biết rồi, cuối cây thôi. Tương ớt này mà lại cho mẹ. Ừ, mẹ thấy tương ớt Knorr ở siêu thị nên mẹ đã mua về cho cả nhà mình cùng dùng thử đó. Mẹ ơi, tương ớt này có cay không mẹ? Tương ớt cay con không ăn nhiều được đâu. Ừ, mẹ cũng không biết nữa. Tại mẹ đi siêu thị mẹ thấy có hai loại tương ớt Knorr luôn, nên mẹ đã mua cả hai chai về cho cả nhà mình cùng dùng thử. Đây chính là tương ớt tròn 5 vị, cay ngon tê tê, chuẩn vị Bắc. Và loại này đó chính là tương ớt tròn 5 vị, cay đậm, thơm lừng, hương hành phi. Các bạn sẽ nhìn trên cái nhãn của từng chai, chúng ta sẽ phân biệt được là cái này á, cay ngon tê tê, dành cho bạn nhỏ thì cái chữ của nó sẽ nhỏ các bạn ạ. À. Đây, còn cái mà loại mà cay cho người lớn á, thì cái chữ nó sẽ to hơn, có chữ cay đậm nè các bạn. Còn ở đây sẽ là mặt sau của hai chai này các bạn ạ. À. Thành phần của chúng ta sẽ bao gồm nguyên liệu chọn lọc kỹ càng, ớt tươi lên men tự nhiên, tỏi ngâm giấm, tỏi thơm dịu với vị chua nhẹ kích thích vị giác, hành phi thơm lừng dậy hương vị cho món ăn, hài hòa cùng gia vị muối biển đậm đà và đường mía ngọt thanh dịu. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chấm thử để ăn ngay và luôn thôi nào. Ok, mình sẽ đậy nắp lại. Rồi, chúng ta xịt ra chén nha, chúng ta dặn cái đầu này lên nữa nè. Wow, các bạn nhìn nè, tương ớt sánh đậm ghê á, màu cam đỏ bắt mắt với xác ớt và tỏi tự nhiên, kèm theo đó là hương hành phi và tỏi dậy mùi rất là thơm. Thơm rất là tròn vị luôn các bạn ạ. À. Tương ớt Knorr vị cay đậm sẽ phù hợp với người thích ăn cay nha các bạn ơi. Cay ngon tê tê, chấm là mê. Và tiếp theo sẽ là vị cay đậm nha. Vị này rất là cay luôn đó. À, chúng ta cũng xoay xoay luôn. Xoay xoay. Ok, sau khi dùng xong chúng ta đậy nắp lại các bạn. Để mẹ Dương sẽ thử vị cay cay tê tê này trước đã nha các bạn ạ. À. Vì nếu mẹ Dương mà thử vị cay đậm này trước á, thì chút nữa mẹ Dương sẽ không đánh giá được cái vị cay tê tê này như thế nào. Rồi, bây giờ mẹ Dương sẽ thử đây. Và chúng ta cùng xoáy xoáy nào. Wow. Vị cay tê tê, ăn là mê. Tương ớt này có vị cay, ngon tròn vị, hòa quyện vào cùng với đồ ăn của chúng ta nên rất là hấp dẫn luôn các bạn ạ. À. Lấy một miếng ăn luôn có sao đâu. Tương ớt này rất là ngon, đạt chuẩn 5 sao luôn các bạn ạ. À. Các bạn hãy mua về dùng thử và đánh giá để xem coi có cùng quan điểm giống như ba mẹ con nhà Phương Phương không nha. Nào, chúng ta cùng xoay xoay chấm đê mê. Ăn nhanh quá.
bây giờ mẹ Dương sẽ chấm thử vị cây đậm các bạn ạ. Vị cây đậm này sẽ cay hơn vị cây tê rất là nhiều nha. Các bạn ơi, vị này, vị cây đậm này sẽ cay hơn vị cây tê tê này hơi nhiều nha. Nên mẹ Dương khuyến khích bạn nào ăn được cay thì hãy dùng vị cây đậm này, rất là ngon luôn. Cay nhưng mà ngon, ghiền luôn á. Tương ớt ngon ghê, ăn được kết hợp cùng với các loại đồ ăn rất là phù hợp luôn. Cay cay tê tê các bạn ơi. Cay cay tê tê với miệng đã ghê luôn các bạn. Các bạn ơi, vậy là mẹ Dương và hai em đã dùng thử tương ớt cờ no cây tê tê và tương ớt cờ no cây đậm vị rồi nè. Theo cảm nhận của mẹ Dương á, thì cái tương ớt mà cây đậm vị nè các bạn, đó, thì khá là cay nha các bạn, chỉ phù hợp với những bạn nào mà thích ăn cay. Còn bạn tương ớt cây tê tê này á, thì rất là dễ ăn luôn, phù hợp với tất cả mọi người. Các bạn có thể tìm mua hai sản phẩm này ở bất kỳ siêu thị nào gần mình nhất và sau đó dùng thử và cảm nhận cho mẹ Dương biết nha. Rồi, video clip của ba mẹ con mình hôm nay đến đây là hết rồi. Penny, Ruby, mẹ Dương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.